Rồi bây giờ lau chùi quét dọn nha cả nhà. Đó, người ta có đầy đủ đồ nghề hết để cho mình lau chùi quét dọn. Nếu ai muốn hút bụi thì người ta vẫn có thể cho mình mượn máy hút bụi nha. Đó, khi mình tới lấy phòng là nó như vậy, thì mình sạch sẽ gỡ tháo ra hết, thì mình trả phòng mình cũng vẫn làm y như vậy hết. Đó, đây là một phòng ha. Mình tháo bao mền, bao ga giường, bao ấu gối hết luôn. Rồi đi nay xong mà đừng bậy nữa nha con, sạch sẽ đó đó. Rồi bên đây cũng vậy luôn cả nhà đó. Xong rồi tủ đồ này kia cũng lau sạch sẽ hết ha, đó lau dọn sạch sẽ hết. Nhà tắm cũng vậy luôn, lau chùi sạch sẽ để trả cho người ta đó. Thấy không cả nhà? Ừ. Mình lau sạch sẽ hết đây. Đây cũng vậy ha. Đó, nhà tắm. Đó, dọn sạch sẽ hết. Chưa? Sạch rồi đó. Đây. Rồi tắt đèn. Đóng cửa lại, xong một phòng. Rồi, ghê con tắt đèn đi con, xong một phòng. Rồi bên đây thì Phòng ba mẹ. Ui, cái bên đây là cái phòng ba mẹ. Chị Hai đang xếp khăn vô. Bao bọc mền rồi mình tháo xong hết ha. Ra giường tháo xong hết. Ba đang chùi nhà. Chùi nhà tắm. Đó. Ba mới chùi nhà tắm xong. Thấy không? Sạch sẽ hết. Đó. Rồi chuẩn bị tắt phòng nha, tắt đèn nha. Nhà xong á. Cái nền này có chùi 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 nè. Sạch hết rồi đó. Lau chùi sạch sẽ trống trải để trả anh ta. Bên đây ba chưa chùi dưới. Ờ đi mới nói đi. Đó bây giờ đây dọn phòng xong ha. Đó lau chùi nền rồi này kia sạch sẽ xong. Giờ tắt đèn là xong đó. Rồi bắt đầu dọn từ trong ra ngoài, từ trong phòng ra tới ngoài. Bếp thì là xong rồi nè, giờ chỉ chùi sơ sơ cái bếp nữa ấy nữa thôi, giặt mấy cái này nữa là xong, quét lau cái nữa là xong đó. Bàn ghế rồi xong hết luôn, tủ lạnh lò hâm gì đó xong hết. Bếp mình cũng chùi xong rồi đó, hồi còn cái khăn đó lau cái là dục luôn nữa là xong. Sạch sẽ. Dọn đồ ra ngoài hết luôn rồi. Để lau chùi sạch sẽ cái là đi. Nó mình mua mấy cái lan rết vậy theo để mình lau chùi đỡ sạch. Đây. Ở nguyên tuần không có coi tele gì, tivi gì hết trơn, tivi bị hư nữa. Không phải hư nữa, cả. Cạp gì? Cạp để làm bên món. À, phải trả tiền à? Tụi kia không có. Rồi, bây giờ đồ đạc chuyển ra ngoài đó. Áo của em đi qua anh đang đứa mặc vô một cái nữa là xong. Ủa, quy mặc. Còn cái kia của ba nữa, để mặc vô. Ba quét dọn ngoài đó xong cái là mình đi đó. Chưa để lau nữa chứ. Ừ, thì lau sơ nữa. Thì có người vẽ đó phải lau sơ nữa. Rồi sạch sẽ, sạch sẽ thơm tho như lúc mới tới ha. Quý từ từ tắt đèn, mình phải trải phòng người ta tới kiểm tra nữa con đó. Rồi giờ nhà mình chuẩn bị đi đi về. Ina đi trả phòng trả nhà. Ina đi trả nhà nè. Tiếp tân cả nhà. Quý phó sư mình trả tiền tắt được si ru 11 đồng hết nhà. Quý con đi chơi đi, đi đẳng chơi đi, đợi mẹ làm giấy tờ. Đó. Con đi đi, con đi đẳng chơi đi, đợi mẹ làm giấy tờ kê lại đẳng chơi đẳng đi.
Dạ. Đi đẳng kia đi. Đó, thấy chưa? Phòng này để cho chơi nè. Đẹp không? Đó. Ừ. Ở dưới là cái tô văn á. Trời đất. Rồi đó, bây giờ đi về đó nha. Coi nè, lùm đùm luôn khổ. Người ta có siêu van mẹ thấy rồi. Chỗ bụng đó, đây nè, trên đây nè. Rồi, đi về cả nhà ơi. Ăn chơi một tuần rồi mà hôm nay đi về trời mưa nữa nè. Ê Na đi con. Bye bye ngựa đi con. Rồi bây giờ nhà mình chìa khóa xong hết rồi, ta tới ta kiểm tra đàng hoàng hết rồi. Xong. Cho nên là bây giờ mình đi. Về nhà mình chưa về nhà nha, nhà mình sẽ đi lên Paris chơi. Ngủ một đêm ở Paris, ngày mai nhà mình mới về nhà. Nè nè, con bye bye nó chưa, Ina? Thôi ra. Bye bye. Oh my god, nó bự. Đó, người ta đổ cỏ cho nó, con thấy không? Cỏ đó. Thấy không? Ừ. Trời ơi trời mưa, thôi đi con, đi, ba với hai ra tới xe này, đi, Ali.